Trung úy Hoàng Anh Tuấn, chính trị viên đại đội 20, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên là một trong những thí sinh trẻ nhất trong số 41 thí sinh dự thi. Tuy nhiên, không vì thế mà bài giảng giáo dục chính trị của anh có chất lượng kém hơn các thí sinh khác. Biết phát huy sức trẻ, sáng tạo và thành thục công nghệ thông tin, bài giảng của Tuấn được chuẩn bị khá bài bản trên phần mềm PowerPoint. Chính vì vậy đã thuyết phục được ban giám khảo cuộc thi. Thông qua hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên năm 2023 thì bản thân nó rút ra đến những bài học kinh nghiệm một là trong công tác uh, lên lớp thì bản thân cũng cảm bản thân cũng thấy tự tin trong rèn luyện được cái tính tự tin khi lên lớp. Thứ hai nữa là về công tác tổ chức chuẩn bị thực hành lên lớp thì thông qua nội dung thông qua giáo án, thực luyện bài giảng cũng như soạn giáo án thì bản thân cũng được cái trình độ của bản thân cũng được nâng lên. Thứ ba nữa là sự tương tác giữa người học và người dạy thì thì thông qua hội thi thì cũng góp phần cho bản thân là cái nội dung những kiến thức cơ bản trong công tác huấn luyện cũng như là lên lớp thì thông qua đó thì sẽ có sự trao đổi giữa người học và người dạy trong quá trình giảng bài thì từ đó thì góp phần cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hiểu hơn về nội dung của bài được huấn luyện tham gia thi năm nay có 41 thí sinh là chính ủy chủ nhiệm chính trị chính trị viên tiểu đoàn của trung đoàn 832 các đồng chí là chính trị viên chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp xã và các đại đội trực thuộc đây là những thí sinh có thành tích cao tại hội thi cấp cơ sở đã được lựa chọn tham gia thi cấp tỉnh. Mỗi thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi là soạn bài giảng chính trị, thực hành bài giảng chính trị và phần thi kiến thức chung về những nội dung cơ bản trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết, hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục chính trị, quân khu và bộ chỉ huy quân sự tỉnh từ năm 2020 đến nay và một số nội dung giáo dục chính trị trong quân đội đã quy định Chính vì vậy, ban tổ chức đã thành lập 3 tổ giám khảo để chấm thi, bảo đảm tính khách quan, trung thực, hiệu quả. Đây chính là yếu tố quan trọng đánh giá đúng chất lượng của từng thí sinh cũng như cuộc thi năm nay cá nhân tôi cũng như các thí sinh khác tham dự hội thi thì chúng tôi nhận thấy đây là một hội thi có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại địa phương thông qua hội thi thì các thí sinh sẽ có cơ hội để giao lưu học hỏi đúc rút những kinh nghiệm tìm ra những phương pháp những sáng kiến giảng dạy để áp dụng vào tình hình thực tế của địa phương và chúng tôi cũng nhận thấy rằng ban tổ chức ban giám khảo đã thực hiện tốt công tác tổ chức hội thi theo đúng kế hoạch. Đặc biệt là ban giám khảo sau mỗi phần thi giảng dạy của chúng tôi thì đều có những nhận xét đánh giá khách quan công bằng. Phần thực hành bài giảng tại cuộc thi luôn được các đoàn và các thí sinh đặc biệt quan tâm. Sau khi chuẩn bị, soạn giáo án khá công phu, bài bản, nhiều thí sinh đã vận dụng thực tế, đưa các clip hình ảnh minh họa cụ thể ở từng nội dung bài giảng nên đã thu hút sự quan tâm của người nghe. Đặc biệt có nhiều thí sinh đã thoát ly 100% giáo án và có sự tương tác trao đổi trực tiếp với người học. Đây chính là những nhân tố nổi bật và cũng là sự cố gắng của từng thí sinh để tạo nên sự thành công của cuộc thi năm nay. Bài giảng của tôi được cả mọi người đánh giá là ưu tú. Tuy nhiên thì tôi vẫn chưa hài lòng với kết quả này. Tôi nghĩ rằng sự nỗ lực của mình cần phải cao hơn nữa để cho mỗi giờ giảng công tác giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ tại địa phương sẽ đem đến những kiến thức bổ ích, những nội dung quan trọng để giúp cho các đồng chí nâng cao nhận thức đặc biệt là nhãn quan chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của các chiến sĩ dân quân tự vệ tại địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam xã chủ nghĩa nói chung, góp phần xây dựng quê hương xã Trung hội giàu đẹp nói riêng. Thì thông qua cuộc thi này, chúng tôi sẽ tăng cường được cái công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị ở cơ sở. Củng cố được cái kiến thức và phương pháp để nâng cao cái chất lượng hiệu quả trong quá trình giáo dục chính trị cho các cái đối tượng nhằm trang bị kiến thức rồi là nâng cao cái trình độ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt là trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi tập trung để thực hiện tốt cái nội dung về cái nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong cái tình hình mới. Có thể thấy cuộc thi năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm túc những chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, bám sát thực tiễn tại đơn vị, tổ chức thi chặt chẽ, hoàn thành đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Qua đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ rút kinh nghiệm và có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức toàn diện, năng lực giảng dạy chính trị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện nhân rộng phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị. Căn cứ vào kết quả của mỗi thí sinh, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 14 chứng nhận đạt giỏi cho cả hai đối tượng dự thi là bộ đội thường trực và dân quân tự vệ. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập đội tuyển tham gia thi cấp quân khu trong thời gian tới.